Xin chào các bạn đã đến với Tech Mắt. Mới đây thì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung đã tiếp tục leo thang thêm một tầm cao mới với việc là Huawei chính thức bị dính líu trực tiếp theo cách là không thể nào tồi tệ hơn nữa. Cụ thể thì Google đã chính thức rút giấy phép sử dụng Android của Huawei. Điều này đồng nghĩa rằng từ bây giờ thì Huawei sẽ không còn được sử dụng hệ điều hành Android do Google hỗ trợ nữa. Thay vào đó thì nếu muốn cài đặt Android thì Huawei chỉ có một cách là dùng bản Android riêng của họ dựa theo dự án nguồn mở miễn phí AOSP mà thôi. Thực tế thì đã có rất nhiều nhà sản xuất đã từng sử dụng dự án AOSP để làm hệ điều hành riêng của mình. Nhưng mà cũng có một thực tế đáng buồn là những bản build riêng này cực kỳ tệ hại. Một ví dụ chán đời nhất đó chính là những chiếc Nokia X được Nokia và Microsoft phát triển cách đây nửa thập kỷ nhằm lôi kéo người dùng Android chuyển sang các dịch vụ của Microsoft và kỳ vọng là mang đến trải nghiệm tương tự Windows Phone trên nền tảng Android. Nhưng mà cuối cùng thì Nokia X lại là một thất bại thảm hại và là một vết đen trong lịch sử hãng di động Phần Lan những ngày cuối cùng của mình. Lý do chính khiến cho Nokia X thất bại không chỉ đơn thuần là thứ giao diện nửa nạc nửa mở, mà nó còn là những điểm yếu nghiêm trọng cố hữu trong nền tảng AOSP khi mà so với Android được Google hỗ trợ chính thức. Ví dụ như là không hỗ trợ đồng bộ danh bạ qua Gmail, không hỗ trợ Play Store và Google Spy, không hỗ trợ nhận diện mã quốc gia, giao diện tùy biến riêng nặng nề và kém cỏi, không được cập nhật bảo mật từ Google, không được truy cập các ứng dụng độc quyền của Google trên Play Store. Có thể thấy là với hai nhược điểm chí mạng nhất là không hỗ trợ dịch vụ của Google và không nhận được cập nhật bảo mật định kỳ của Google đã khiến cho chiếc Nokia X hay là những chiếc điện thoại chạy AOSP nói chung vừa kém bảo mật, kém an toàn hơn rất nhiều so với những chiếc điện thoại Android thông thường, mà còn khiến cho chúng ngay lập tức bị lỗi thời về mặt phần mềm nếu các nhà sản xuất không tự đưa ra các bản cập nhật của riêng mình để bắt kịp các nhà sản xuất đối thủ khác, vốn dễ dàng hơn rất nhiều khi được Google chính thức hỗ trợ. Dĩ nhiên thì khi so sánh với Nokia X thì điện thoại Android của Huawei chắc chắn sẽ không thể rẻ tiền như thế. Việc bị cấm hoàn toàn quyền truy cập vào Android của Google cũng sẽ khiến cho những sản phẩm cao cấp thế hệ tiếp theo như là Mate 30 hay là P40, thậm chí là Mate X dẻo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề là điều chắc chắn. Nhưng mà những tính năng phần cứng cũng như là những điểm mạnh cố hữu của Huawei như là thiết kế, trí tuệ nhân tạo, camera vẫn sẽ được giữ lại. Chỉ khác một điều đó chính là mảng phần mềm của công ty Trung Quốc sẽ phải làm việc cực lực hơn. Không có Play Store thì Huawei cũng có thể sử dụng các kho ứng dụng của bên thứ ba hoặc là kho ứng dụng riêng của mình. Nhưng mà không có các bản vá và bảo mật từ chính Google thì điện thoại của họ sẽ trở thành một miếng mồi ngon của các cuộc tấn công mạng. Mà điều này thì Huawei lại chưa bao giờ làm tốt. Kể cả khi Google có hỗ trợ thì vẫn có nhiều đánh giá cho rằng điện thoại của Huawei kém an toàn. Vậy thì khi Google đã cắt hỗ trợ như vậy thì việc này còn tồi tệ hơn nữa. Do đó, cứ cho là Huawei tự tin vào hệ điều hành riêng của mình đi. Nhưng mà đây là một cuộc chiến dài hơi, câu hỏi được đặt ra là liệu rằng có đủ tiềm lực để làm được điều đó. Nếu như Samsung đã phải mất rất nhiều thời gian để tự tách ra một hệ sinh thái riêng của mình để có thể trở thành một nhà sản xuất Android bất phụ thuộc vào Google nhất, nhưng mà vẫn phải nhờ vào Google hợp tác sâu vào các dự án điện thoại dẻo, thì Huawei liệu có làm được điều tương tự hay là không? Khi mà từ bây giờ thì Huawei buộc phải tự bỏ công sức gấp nhiều lần hơn như thế khi mà Google không còn bên cạnh nữa. Như thế thì một viễn cảnh xấu là điện thoại Huawei sẽ có tính năng cực kỳ đỉnh nhưng mà lại gây thất vọng vô cùng về trải nghiệm như những chiếc Nokia X là không phải không có khả năng xảy ra. Vừa rồi là những quan điểm của Tech Mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt.